Dạ này công việc anh ở ngon đâu? quá bây Ủa giờ. chị mới Dạ tới hả chị? tốt, Em mới khỏe. tới, em tới Dạ. giờ này chị giờ này tới để giờ Đó rồi. đứng ngoài này cho đỡ ngợp một chút. Anh đoán coi ý mấy ông ngoài kia vào đây lần này là gì? Vẫn là thanh tra các công trình trọng điểm, nhưng trên tinh thần á, cùng ngồi vào tiệc như xưa. Nhưng em không biết bên ba Cường có ý gì không. Thôi, xin mời. Thấy họ có vẻ hân hoan quá, anh nên cẩn thận. Cái tổ ong trong vườn nhà mình á, nó nằm ngay chỗ đi vô đi ra, cẩn thận á, cũng chưa chắc là không bị ong nó chích. Nhưng tránh đụng vào tổ ong được chừng nào tốt chừng đó. Dạ mời anh. Hai quý à, chào anh. Dạ chào anh. Chào anh. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Dạ chào anh. Vô. Dạ dạ. Anh mới vào hả? Dạ. Chào anh. Dạ chào. Ô anh Nhân. Ờ, chào. Làm cùng chung một chỗ nhưng mà ít khi được gặp anh. Không dám, không dám. Anh lo tranh thủ á, gặp mấy anh ngoại mới vô đi. Còn tôi đây á, muốn gặp lúc nào cũng được. Thôi, xin mời. Dạ, dạ, mời anh. Chào chị. Dạ, chào anh. Mời ngồi. Tôi xin mời... Tôi xin cảm ơn tất cả các anh đã bỏ chút thời gian về đây thăm sở. Thôi bây giờ chúng ta nâng ly. Chúc sức khỏe, xin mời. Ủa, đúng ra anh Nhân phải là chủ nhà ngày hôm nay. Sao anh Cường lại mời vậy ta? Thôi được rồi, ai mời cũng vậy mà. Vô đi. Dạ, anh, dạ. Mời anh. Mời anh à. Mời, mời các anh. Nhớ em á là phải có kiểm duyệt đó nha. Có cần phải căng như vậy không ta? Muốn gặp em á thì phải hỏi qua mama, như vậy á gọi là kiểm duyệt chứ gì nữa. Nhưng mà anh rất là nhớ cưng, không biết là cưng có nhớ anh không? Ừ thì cũng nhớ chứ sao không. Vậy anh gọi cho mama liền nha. Ok cưng, anh sẽ gọi cho mama liền. Cưng quá à. Của anh hả? Ờ. Dễ thương quá à. Các chủ của nó cũng dễ thương như vậy ha. Sao cô biết hay vậy? Ở gần đây hả? Vậy lâu lâu cho mượn chó đi chơi chút nha. Muốn mượn chó là phải mượn luôn chủ. Ok không? Vậy mỗi lần mà tôi dẫn nó đi chơi anh cũng đi theo luôn hả? Chứ sao nữa. Thời buổi này á, kiếm đàn ông đàng hoàng khó quá à. Cứ thấy gái á, là cứ te te xách quần chạy theo à. Ha. Thôi. Con. Chào cô đi. Rồi mình còn về. Bye bye. Mình phải giữ tư cách đàn ông nữa chứ. À, cô nè. Gì nữa? Hình như là con chó của tôi nó thích tham quan nhà. Cô cho nó vô tham quan một chút nha. Tôi... Ê! Ở cái nhà này không ai chơi với chó hết. Chào anh. Khỏi chào. Đi ra đi. Nhưng mà tôi là bạn của cô này mà. Không có bạn bè nào ở đây hết. Ở đây toàn là phụ nữ. Nếu muốn vô, điều đầu tiên là anh phải chịu thiệt. Vậy là anh cũng bị thiến rồi hả? À. Riêng tôi không thiến cũng sao? Anh tính vô đây làm gì? Định quay lén mấy cô gái rồi đưa lên mạng hả? Tôi đâu có mang máy hình đâu. Điện thoại thì sao? Đáng lẽ kiếp trước tôi phải làm thầy bói mới đúng chứ ta. Vô. Dạ. Dạ mời. Dạ mời, xin mời. Tôi biết rằng việc quản lý và quy hoạch ở thành phố này cũng không dễ.
phải có tầm nhìn xa mới tính được chuyện lâu dài. Nói gì thì nói, chị quy hoạch thành phố á, mình phải học hỏi phương Tây nè. Dân cư ở khu trung tâm á, bắt buộc phải di dời nè. Nhưng không ai chịu đi khỏi khu trung tâm, đó cũng là cái khó của anh. Tôi xin phép các anh một chút nha. Dạ, em chào, chào em. Anh. Mời em vô đây để anh giới thiệu nha. Dạ. Vâng, xin mời. Xin giới thiệu với các anh, đây là Minh Hoa, người phụ nữ không có tuổi. Anh có tài ăn ngủ phụ nữ lắm, em tự biết mình mà. Dạ. Dạ em chào, chào anh. Chào anh à. Chào em. Dạ. Chào. Dạ em chào anh. Chào em. Ngồi đi em. Dạ mời chị. Cảm ơn em. Thế cô Hoa đang làm gì ở sở? À, là đại diện của những nhà đầu tư tới nắm bắt tinh thần của sở để về làm cho đúng cơ mà. Thế thì bộ phải về thăm sở thường xuyên thôi. Đúng rồi. Dạ em mời mọi người. Dạ mời. Mời em. Mời anh. À, mời các em. Em thấy đoàn làm gì vất vả quá à. Em nghĩ nên đưa mọi người ra biển nghỉ ngơi vài ngày trước khi về Hà Nội. Các anh đồng ý không? Hai anh ba ha. Ây chà, tôi ở Sài Gòn bao nhiêu năm rồi mà không được mời nghe. Ông mới vô á mà đã có người đẹp ngỏ lời rồi đó nha. Anh ba nói vậy chứ không phải mọi việc đều do anh ba sắp xếp sao? Vậy à, là trên tinh thần ra resort của em nghỉ ngơi mấy ngày nha. Em sẽ cho người chuẩn bị liền. Anh Nhân, em hy vọng là anh sẽ dành chút thời gian để ra thăm resort của em. Thôi, cô Hoa và chú Cường á, chăm sóc các anh giùm tôi. Cô cũng biết rồi đó, tôi đâu thể bỏ công việc mình đi được. Em mới vừa làm một cái ở Đà Nẵng. Dạ em hiểu rồi, mấy anh thông cảm, anh Nhân bận quá à. Dạ thôi mình cạn ly đi. À, xin mời. Dạ, dạ, dạ mời anh. Mời. Xin mời. Cuối cùng là đi đâu chứ? Không nói không rằng, thiệt là khùng hết biết. Anh đi đâu thì cũng phải nói cho em hay chứ. Sao không biết nghĩ gì cho người khác vậy? Buồn vì ngày mai anh Nhân không đi được với mọi người. Hôm nay em xin kính anh một ly. Dạ, cái đó chỉ là lập bản chất thôi chị. Trời ơi, anh bỏ hết đi. Công việc hôm nay không làm thì ngày mai làm. Anh cứ gác hết lại đi. Mấy chú đi đi, tôi lớn tuổi rồi, đi xa cũng ngại. Ừ, nghe nói con anh Nhân về Việt Nam rồi à? À, về được mấy tháng nay rồi nè. Thằng cu này khá lắm nghe. Nó qua Mỹ mua Lambo chạy vù vù. Mấy thằng Mỹ trắng nhìn lát mắt luôn. Anh ở Việt Nam mà sao rành chuyện bên Mỹ quá vậy? Con anh Nhân ai mà không biết. Lúc dẹt từ Mỹ qua xin, nó còn định nhảy dù ra ngoài vịnh Mariana nữa đó. Tôi tưởng chú bận lo quản lý công trình công ty. Không ngờ chú cũng biết nhiều chuyện quá hả? Đâu có. Em nghe mấy thằng cháu em nó kể lại thôi. Bây giờ á, nó về Việt Nam là ổn rồi. Qua năm á, anh có định cho nó vô sở làm không? Nếu thằng bé thiết thì anh đưa nó vào làm cho quen việc anh à? Không, nó phải tự học và tự xin việc lấy. Tuổi trẻ là phải biết tự lập, không nên dựa dẫm vào cha mẹ anh à. Vậy là anh Nhân dạy con theo quan điểm hiện đại rồi đó. Xin mời mọi người. Xin mời. Xin mời. Dạ mời anh. Xin mời.
Alo. Ủa? Đoàn của bộ hôm nay không có hàng tuyển hả anh? Em đưa được họ tới đó là giỏi rồi. Nhưng mà em đưa hàng tuyển ra là em tính sai bài rồi nghe. Em nghĩ đàn ông nào cũng vậy thôi. Thích tiền đầy túi. Nhưng đàn bà lên giường thì miễn phí. Không đâu. Tiền ở trong túi tăng lên gấp 3 thì được. Còn đàn bà chỉ nên khuyến mãi thêm thôi. Nếu như họ có yêu cầu. Nè. Cưng đừng có lo hàng ế. Tuần sau á. Anh cần gấp 10 em hàng tuyển. Vụ này anh phải bao sân từ Vũng Tàu cho đến Nha Trang nha. Ừ, em hiểu rồi. Em cứ chi mạnh tay cho anh. Con các ngày thân bến của em thì đã có anh lo rồi. Vừa có tiền cho con mua xe, cho vợ đi hút mỡ, mà vẫn còn dư cho bồ nhí đi mua sắm hàng hiệu. Ok anh. Em nghe sư tỷ ơi. Mày đừng gọi tao là sư tỷ nữa. Nghe dị ứng lắm. Mới đầu nghe tử sư tử đó. Ủa, vậy là chị hiền như mèo sao? Không. Báo chứ. Quan giả mà mềm mại. Đã dồ thì không trật bao giờ. Vậy ông Vinh gọi chị là báo nhà hay là nhà báo vậy? Thôi, không có tào lao nữa. Mày lựa cho tao 20 con đào. Huấn luyện, rồi lựa ra 10 con hàng chọi, nghe chưa? Bây giờ là bưởi má ơi, đào nhỏ quá người ta chê. Yên tâm đi, vô tay má rồi á, thì đào nó cũng biến thành bưởi thôi. Nhưng mà hơi khan hàng nha. Thời buổi bây giờ có di động, có internet. Nên gom khó lắm. Mấy con nhỏ đó thường hay dở trứng nữa. Muốn dễ thì dễ thôi. Mày chịu khó đến mấy cái chỗ mà tuyển gái đi Hàn Quốc cho tao. Cái đám đó hả? Lùng xịt. Xấu quá. Mấy cái hàng đẹp á, nó đi hết rồi. Loại muốn làm tầm gửi á, thì dễ dạy. Còn loại muốn độc lập á, thì trước sau gì nó cũng bỏ mình đi. Gấp quá, em sợ gom không đủ. Hay là mấy con nhỏ quán bar được không? Cũng được. Miễn là hàng ok thôi. Cái quán bar thì hơi khó dạy, nhưng biết chèo kéo. Không có khờ như mấy con gái biệt giường. Vậy hàng chót. Ngày mai. Nhiệm vụ bất khả thi. Không nói nhiều. Ráng đi, rồi chị sẽ chơi đẹp với cưng. Mời anh. Em muốn nhiều như vậy không sợ hại cho Dung Nhan sao? Nhầm nhò gì. Vấn đề là
phải làm cho anh vui. Nếu em vui mà vẫn giữ được nhan sắc thì không tốt hơn sao? Ok. Anh sẽ mua chai rượu này, không muốn hết á thì gửi lại. Em cảm ơn anh nha. Em uống món gì mà em thích đi. Anh có biết là em thích uống món gì không? Sao không biết được? Trời ơi, nước lọc. Chỉ có vậy thôi mà cũng không biết. Anh biết không, ngày nào mà em không có cồn trong máu là em vui lắm rồi. Nếu em muốn thì tìm chỗ khác cho em làm, được không? Việc gì mà không thức khuya, không uống rượu bia mà được nhiều tiền là em ok luôn. Có chắc luôn. Anh làm em tò mò quá. Mà làm ở quán nào vậy? Ngày mai anh sẽ đưa em đi coi. Thích thì làm, không thích thì thôi. Họ nhận cỡ 5-10 người, nhưng mà phải ngon như em vậy đó. Anh giỡn hoài à. Vậy để em rủ thêm vài đứa bạn nữa nha. Đây là quà riêng của em. Dạ. Em làm cho anh cái phiếu gửi rượu. Đây là số điện thoại của anh. Nhớ điện thoại cho anh nghe. Ok anh. Từng em một, khám phụ khoa là cần thiết và bắt buộc. Ở đây chỉ có tụi chị thôi, nên các em cứ tự nhiên đi. À, đợt này mấy đứa đi Vũng Tàu với chị. Một đứa cũ kèm một đứa mới. Đứa nào hàng họ yêu kém quá thì ở nhà học hành tút tát thêm. Dạ. Vui quá mẹ ơi. Dạ, chào anh chị. Chào em. Cho anh chị nhận phòng. Dạ. Khu villa của anh chị bên tay phải. Em sẽ nhờ nhân viên dẫn anh chị xuống phòng. Đây là giấy tờ của tôi. Dạ. Chị Hoa đã đặt cọc trước rồi. Anh không cần đưa giấy đâu ạ. Bạn em đặt chỗ giùm em. Cô có góp vốn ở đây nên coi như là người quen vậy đó. Dạ. Dạ đây là số phòng của anh chị ạ. Cảm ơn em. Cảm ơn em. Đi con. Anh hai ơi, cho em chơi với. Ừ, vậy ra ngoài kia chơi đi. Dạ. Nè, tụi con chơi cẩn thận nghe không? Dạ. Anh, tối nay bạn em á có hẹn em với mấy chỗ kinh doanh địa ốc. Anh dẫn mấy đứa con đi chơi, rồi tối ra nhà hàng ăn tối ha. Em bận bịu quá. Ba con đi theo, có làm phiền em không? Không, em muốn vậy mà. Xong việc thì ngày mai nhà mình đi vòng vòng bãi sao chơi ha. Ừ, anh biết rồi. Thôi, em cứ lo công việc của em đi. Sao em lại mang ông ấy và đám con theo? Chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất mà. Chuyện này em lo nghe. Nhưng mà chuyện ông Nhân mới là chuyện lớn đó. Chuyện lớn ăn lớn.
Em có chắc ăn không? Em nghĩ là có. Em đã cầm con chốt hạ trong tay rồi. Nhưng mà em lộ mặt à? Không. Em sẽ chuyển quân bài qua cho ông Ba Cường. Thằng cha đó sinh ra là để đóng thế cho em và anh mà. Ông Cường coi vậy mà không dễ nhai như ông Nhân đâu. Dù sao ông Nhân vẫn chơi đẹp hơn. Cưng yên tâm đi. Quân bài này sẽ được chuyển qua một cách nhẹ nhàng và êm ái. Để sợ em xem. Sao vậy anh? Em à, ở đây ồn ào quá. Hay là em đặt phòng khách sạn kế bên cho anh nha. Thôi, không cần đâu. Nhưng mà em sợ tiền ở đây tới ghi lần đó. Hay là anh qua bên đó trước đi, xong tiền em sẽ qua. Vậy còn phòng bên này đi sao? Thì đâu có sao, mình trả lại thôi, quen biết mà. Alo, chị qua nè em. Nghe đi. Kili 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 kili. Mời anh. Lần này em mời anh ba ra đây là để công ty của mấy anh em hợp tác và giải quyết. Đúng ra em phải nhắn trước để anh mang theo mấy thằng em. Nhưng mà cũng còn một số việc em muốn bàn luôn. Chuyện của sở thì anh nắm được nhiều đầu mối lắm. Nhưng mà vẫn không chắc đâu anh. Giờ chót mà lão Nhân đổi là mình bệnh. Vấn đề là ai nắm thóp ai phục. Anh không quan ngại gì đó. Tất nhiên rồi. Nếu như anh cần thì tụi em sẵn sàng hỗ trợ bất cứ chuyện gì. Xin mời. Tôi về nha, tôi cũng mệt quá. Thôi được rồi, chú lo tiếp khách đi. Anh, phòng này là của riêng anh. Anh có thể ra đây nghỉ ngơi bất cứ lúc nào. Số tiền lợi nhuận kinh doanh từ căn phòng này em sẽ dành hết cho anh. Chú vừa quái choạch quá. Thì ở đây có nhiều phòng mà, để cho anh một phòng làm quà thì có là bao đâu. Cảm ơn chú, anh về nghỉ đây. Anh. Có quà bất ngờ trong phòng, chúc anh vui vẻ nghe.
Anh Anh ơi, người nhà tôi đang nguy kịch, cần cấp cứu gấp. Anh làm ơn cho tụi tôi vô trong nha. Dạ. Rồi, tới luôn anh ơi. Tới luôn. Trường hợp của cô ấy phải nằm lại để được theo dõi. À... Dạ, bác sĩ làm ơn giúp em tôi giữ lại được đứa nhỏ, vì nó là cháu đích tôn của dòng họ, chồng nó lại là con một. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Cảm ơn bác sĩ. Hiếu. Dạ. Bây giờ mày đóng vai chồng đó, ngồi đút ăn đút uống, không được đi đâu nửa bước, nghe rõ chưa? Dạ. Tao thấy mày thường trải nhất trong đám. Mày lo cái vụ này giùm cho anh. Nếu được anh gọi mày là sư huynh. Giúp anh dạ, nha. Dạ. Dạ. Anh ơi, anh làm ơn xách chỗ đồ giùm tôi được không? Bầu bì sắp sanh rồi, tôi khó khăn quá. Người nhà chị đâu? Tôi đi có một mình à. Trời, vậy còn đồ đạc đâu? Tôi để ngoài hành lang á. Anh làm ơn lấy giúp giùm tôi vô đây đi. Rồi, vậy chị ngồi xuống đây đi. Dạ, để tôi lấy cho anh. Khổ quá, có ai muốn vậy đâu, xui xẻo mà. Sao anh không hiểu hả? Coi chừng con nhỏ này bày trò đó. Không có đâu, con này nó khờ lắm. Chắc không phải phá thai đâu. Em đã mướn bác sĩ giỏi nhất rồi đó. Giữ được con bé là giữ được lão nhân tới 18 năm sau đó. Biết rồi. Cảm ơn anh nhiều nha. Anh đi khám vô sinh hả? À, ừ. Dạ anh đâu? Ừ, cô ấy ngại, ở nhà không chịu đi. Nên tôi đi một mình. Chị cần giúp gì nữa không? Anh làm ơn xách đồ giúp tôi vô phòng sanh được không?
Ờ được. Cảm ơn anh nhiều. Dạ thưa má, con mới về. Ờ, con đó nha. Bữa trước nó về, đợi hoài không thấy về. Rồi cái bữa nay không nói gì hết, rồi cái về. Dạ, lâu lâu con về cho má bất ngờ. Ừ. Trời ơi, thôi đi vô nhà nghỉ con, chắc mệt dữ hen. Chạy xe sáng giờ. Dạ, con đâu có mệt đâu. À này con, thằng Phong đâu không thấy. Ngồi chơi nè. Dạ. Anh Phong bận việc cho nên chưa có về kịp. Con tranh thủ về trước, chứ đợi ảnh thì lâu lắm. Ừ. Trời ơi, vậy mà má đâu có nghe nó nói gì với má đâu nè. Mà cái thằng đó đó, bình thường nó hay điện thoại báo cho má biết mà. À, má. Uống nước đi con. Con có mua đồ ăn nè, với lại thuốc bổ nữa. Nữa à, mua hoài. Má dặn con rồi. Không có mua gì hết trơn á, con về đây chơi là đủ rồi đó. Mày đặt quá đi. Dạ, đâu có gì đâu má. Nữa. Lè. Lần sau là không có mua nữa nghe. Thí dụ như má cần á, thì má báo con hay. Dạ, con nhớ rồi. Má, cái này là tảo nè. Rất tốt cho người lớn tuổi. Mà nó làm dạng viên, dễ uống lắm. Chết rồi, khoan khoan nha, đợi má một chút nha. Canh cái nồi dưới bếp á. Con nồi đi chơi nha, uống nước đi con. Má xuống một chút mới lên. Dạ. Má, má nấu gì vậy? Má sắc thuốc con. Ủa, má bị sao mà phải sắc thuốc? Má có bị gì đâu, má sắc giùm cho người ta đó. Má nấu chi cho cực vậy? Bây giờ có cái siêu nấu thuốc bằng điện đó, tiện lắm. Má biết rồi, nhưng con biết không, cái thuốc này nó trị chấn thương. Mà cái bài thuốc này á, do ba của ông Phong để lại. Phải chính tay má làm mới được. Dạ. Lần này con về, con định sửa lại cái bếp cho má nè. Xong rồi con mới đi. Mùa mưa sắp tới rồi. Trời ơi, làm gì gấp vậy con? Bày ra cái chuyện sửa sang nhà cửa, tốn kém lắm. Tạm vậy đi được rồi. Má, má cứ để con lo. Thôi, đi ra rửa tay rửa mặt đi, rồi còn ăn cơm nữa con. Còn cái chuyện nhà cửa đó mình tính sao đi. Dạ, con biết rồi. Alo. Alo. Em Mai đây anh. À, Mai hả? Có chuyện gì không em? Em nhờ anh chạy qua nhà má em, coi lại dùng cái bếp, rồi tính toán chi phí cụ thể giùm em luôn nha. Ừ, chiều anh qua liền.
Dạ, cảm ơn anh. Ừ, không có gì. À bây giờ em định cho mấy cô làm gì đây? Dạ, nhỏ này nâng mũi, nhỏ kia độn cằm, nhỏ đó gọt hàm. Còn nhỏ đây thì đặt ngực, sai 300 nha bác sĩ. Rồi, đồng ý. Để anh cho người qua phụ anh. Dạ, với lại cho em 4 suất tắm trắng trong vòng 1 tháng luôn. 4 người luôn hả? Dạ, bảo đảm má mấy em nhìn mấy em cũng không ra. Ráng chịu đau đi mấy cưng, rồi vài bữa nữa ngon lành. Thằng nào mà thấy bữa của tụi em, nó cũng chỉ muốn bóp gỏi thôi. Nhưng trước hết, tụi em phải ký vô đây. Ừ, ký gì vậy? Ký giấy gì vậy anh? Giấy nợ, tiền giải phẫu thẩm mỹ chứ giấy gì? Ủa? Em tưởng chị qua... Vậy tụi em muốn đẹp nhân tạo hay là xấu tự nhiên? Nhưng mà... Nhưng mà cái gì? Nếu em không thích á, thì nói bác sĩ, họ tháo ra, rồi về đây, ký giấy nợ lần hai. Thiệt là xong nói trước. Anh chỉ nói một lần thôi. Bây giờ tụi em có ký hay không? Thôi kệ đi. Kiểu gì mai mốt mình cũng lấy lại được vốn mà. Thì coi như mama cho dây vốn đầu tư ban đầu đi. 2.000 một cặp ngực, mình đâu phải bỏ tiền ra liền đâu. Còn lời chán mà. Ừ, biết đâu mai mốt giải nghệ á, còn kiếm được anh Việt Kiều nào sao? Việt Kiều hẻo lắm mẹ ơi, thiếu gia ngon hơn nhiều. Trời ơi, mấy thằng thiếu gia vất vả lắm mẹ ơi. Tao á thì tao thích mấy thằng cha của thằng thiếu gia thôi. Lịch sự, chiều chuộng nè, già đỡ tốn sức. Nếu già phải thiệt là già đó nha. Ừ đúng rồi. Ôi dạ. Ăn cơm đi con. Nè cái món này con ăn con thích nè, măng đó. Mai nè, hình như hai đứa con giận nhau phải không? Dạ. Con đừng có giấu má. Má biết là hai đứa có chuyện gì rồi đó. Thôi khỏi xây khất bếp gì hết á. Má không có cần đâu. Để má gọi cho Phong. Dạ thôi. Đừng gọi má. Sao lại đừng? Con về đây nè, thằng Phong nó biết không? Dạ. Con cũng không biết nữa. Khổ ghê vậy. Hai đứa cứ như vậy hoài, làm sao mà má vui được. Thằng Phong nó làm sao vậy con? Ôi. Thằng Dương đâu rồi mày? Nó mới đâu đây mà. Mày coi chừng phòng đi. Để tao đi lấy cháo đó. Ừ. Anh. Anh ơi. Coi chừng giùm phòng bà xã tôi chút được không? Tại vì tôi đi lấy cháo cho bà. Ủa, anh cũng đi lấy cháo hả? Để tôi lấy giùm cho. Nhớ canh giùm tôi nha. Chị Hoa. Dạ, mama. Dạ, chị Hoa. Lục soát hết cho tao. Không để bất cứ dây nhợ hay vật nhọn gì ở trong phòng. Nghe rõ chưa? Dạ. Quang, cái này là sao hả Quang? Cái gì mama? Mày canh chừng kiểu gì mà có thuốc phá thai ở trong phòng đây? Hả? Tìm cho ra đứa nào dính vô vụ này, nghe chưa? Dạ, tính khí của ảnh thất thường lắm á. Má biết mà, nó giống y như ba nó vậy. Dạ. Nhưng mà con chưa bao giờ nghe anh Phong nhắc tới ba. À. Nè con. Dạ. Phong nè.
Cái hình này nó chụp hồi lúc nó mới có 3 tuổi đó. Chụp ở bên ông bà ngoại đó. Ủa, còn hình này là ai hả má?